Cảm ơn chú Phú. Hello, chào Diêu Vy. Nghe em Diêu Vy ơi. Nghe nghe chú ạ, chú cầm cái mic vào gần gần đi. À, thế này. Hơi nhỏ. À, thế này mình muốn chia sẻ chỗ này nè. Để mang cái tính cách nó công tâm. À, nói về cái bản chất mà cái vụ án của Lê Đình Kình á, vụ án của Đồng Tâm á, thì nói về cái bản chất của nó là vi phạm pháp luật. Vi phạm về hai, nó có nhiều yếu tố để mà tòa án sẽ kết tội. Cái vi phạm cái là chiếm dụng, lợi dụng chức quyền để chiếm dụng về vấn đề đất đai, à, để làm cái công cụ, có nghĩa là chi trác cho những cái thành phần cơ hội trong cái nhóm Đồng Thuận đó. Cái thứ hai nữa là nói về cái này và vi phạm về vấn đề an ninh và tổ quốc, là cái tổ chức này là chống đối là những cái thi hành, những người thi hành công vụ và làm chết đi những ba chiến sĩ công an. Đó là bản chất của nó rõ ràng. Nhưng mà mang nó về và tại sao phải mang ra tòa và tại sao phải có dùng luật sư để bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp cho những cái đối tượng này, đó là nó thuộc về là hiến pháp. Và cái vụ án này á, nó phải có luật sư. Chúng ta phải hiểu như thế này, chúng ta đừng lên án luật sư. Luật sư là người ta hành nghề, người ta kiếm tiền. Nó cũng như là mình, nó cũng như là một công thợ sửa xe, khi xe nó hư thì ông ta phải sửa. À, còn khi mà ông ta sửa không được thì cần phải thay những gì đó. Ý mình muốn nói về cái nghề luật sư là như vậy. Mà nếu như mà một vụ án á, mà không có luật sư á, thì nó là vi phạm về vấn đề hiến pháp. Nó phải công bằng, cho nên một cái phiên tòa xử nó cần phải có luật sư để tranh tụng ở ngay cái tòa án, là mang cái cách về hợp hiến và hợp pháp. Nó mang, nó nói lên về một đất nước đó, nó có một cái sự gọi là tự do, dân chủ và công bằng cho bất cứ một con người nào. Đấy. Nhưng mà khi mà luật sư đó cái đưa ra cái vụ án trước tòa đó, nó có luật sư để tranh tụng lại với là bồi thẩm đoàn, thì những cái sự việc mà nó rõ ràng, cái sự việc mà nó vi phạm về vấn đề pháp luật, nó vi phạm về vấn đề mà an ninh tổ quốc này kia nọ, thì cái bản chất nó vẫn là cái bản chất là những cái con người đó vi phạm pháp luật. Nếu như mình nói là nếu như chúng ta khi phiên tòa chúng ta không có luật sư cái gì, thì những các nước đó, cộng đồng thế giới hay là những cái bọn hoạt động hay là những bọn dân chủ ở trong nước, họ sẽ cho rằng đất nước chúng ta là không có tự do và nhân quyền. Là tất nhiên là mình bị vi hiến rồi. Đó. Có thể là họ bảo rằng là à, tất nhiên là anh là cái đảng cộng sản, anh là đất nước anh là độc tài, khi mà anh bắt người anh không đưa ra tòa mà không có luật sư bào chữa cho người này, hay là người kia, tất nhiên là mình không đúng theo cái nguyên tắc về vấn đề luật pháp. Tuy là mình vi phạm, thì những các nước thù địch, những thành phần thù địch, nó sẽ mượn cái cớ này để mà nó đánh phá đất nước chúng ta, và nó phê phán về vấn đề luật pháp Việt Nam chúng ta. Nên gì cái anh Đinh Hoàng Long còn mà đúng rồi đấy, án mà liên quan đến giết người là luật sư được nhà nước, được tòa án nó chỉ định đấy. Đấy. À, còn một cái việc nữa cháu muốn chia sẻ này, thì những người đứng đằng sau của tổ chức nhóm tổ Đồng Thuận của xã Đồng Tâm á, của nhóm Lê Đình Kình này này, là ai đứng đằng sau, ai đương chừng đương quyền đương chức đứng ở đằng sau cái vụ này, đứng đằng sau Lê Đình Kình này. Đấy, cái điều đó mới là cái quan trọng, cái đó cần tìm ra và xử lý. Đấy, không cái thành phần nào nó có liên kết. Để chú nói gì về cái đó là ra ở phiên tòa sẽ có rõ ràng đó. Biết hết thì hiểu nó không? Trên cái vụ án này nè, tại sao khi mà những cái giống bọn trong đoàn hay là những cái đám dân chủ á, nó kêu gọi những sứ giả sứ quán Mỹ, tại sao sứ quán Mỹ người ta lên tiếng? Tất cả những đại sứ quán mà hiện nay mà cũng sẽ như nước ngoài họ đặt ở trên Việt Nam họ đều theo dõi, nhưng mà tại sao họ không dám lên tiếng? Là vì họ biết cái bản chất, cái bản chất của cái thành phần này là những thành phần khủng bố rồi. Nó đã phạm tội rõ ràng 100% rồi, nên người ta không nhảy vô mà người ta bảo vệ đó, tại vì ta biết rõ ràng cái bản chất của bọn này là bản chất có nghĩa là muốn chống phá lại, muốn chống lại cái nhà nước, chống lại những người thi hành công lực, và cái bản chất sai phạm về vấn đề luật đất đai người ta rõ ràng hết rồi. Nhưng mình phải có một cái tòa án để phơi bày cái sự thật của cái bọn này, mang cách công bằng, phải có luật sư bào chữa họ.
À, từ đó công tố viên mình mới vạch ra những cái sự sai phạm của chúng và bắt nguồn từ đồng tiền ở đâu, rồi ai đứng sau lưng như thế này thế nào, nó phải phơi bày ra vấn đề đó. Cho nên khi mà vụ án kết thúc thì những người họ bị phạm tội họ bị phải căm phục, tâm phục và khẩu phục, và kể cả những cái bọn dân chủ, kể cả cái bọn chống cộng không thể nào mà bảo rằng là nhà nước Việt Nam mình dùng những cái đàn áp hay là những cái này ABC nữa. Đó là cái vấn đề chúng ta nên cần nói. Còn luật sư thì mình không lên án được, tại vì luật sư là tất nhiên là họ là một người đi hành nghề, họ học cái luật ra họ để hành nghề, họ bảo vệ, tất nhiên là ai trả tiền họ phải bảo vệ, nhưng họ có thắng được hay không trong cái phiên tòa này hay không. À, mình phải hiểu rõ hai đó, luật sư là gì? Một phiên tòa mà không có luật sư, tất nhiên cái phiên tòa đó có thể người ta cho rằng là phiên tòa đó mình áp chế nhà nước, là luật pháp họ áp chế, họ tước đi cái quyền của họ đó. Cho nên họ nó phải có luật sư đấy, nó phải có luật sư, dù rằng luật sư nó biết rằng là cái phiên tòa này nó họ sẽ không bao giờ thắng, nhưng bắt buộc họ phải làm, tại vì họ hành nghề mà, họ không ông dặn những vụ án đó thì lấy cái gì, họ trả tiền thuê nhà, họ trả tiền cái nọ, bắt buộc, hiểu không? Bắt buộc những cái đó là họ phải làm thôi. À, nhưng mà cái vấn đề đó là cái gì cũng vậy đó, kẻ phạm tội đều phải bị trừng trị trước pháp luật. Đấy, có thể là luật sư họ biết vấn đề nhưng mà họ cãi, là họ dùng những cái đó là họ có thể là xin bồi thẩm đoàn, xin tòa cái là ăn xá, ví dụ như bây giờ ví dụ họ bị 20 năm thì bây giờ luật sư sẽ đưa ra vấn đề là ông này đóng góp, cái này ông kia đóng góp, cái kia ok, thì còn lại là 15 năm, nó ví dụ. Tất nhiên là nó phải mang được cái tính chất là một đất nước dân chủ, một cái tòa án có nền dân chủ trên vấn đề pháp lý là nó như vậy thôi. Đấy, ý mình nói còn cái bản chất nó rõ ràng rồi, bản chất của nó là rõ ràng là sai, là vi phạm về vấn đề pháp luật rõ ràng rồi, nhưng phải có một cái phiên tòa, là ý anh muốn nói vậy, chứ mình không lên án bằng luật sư được, là vì một phiên tòa mà không có luật sư ấy, thì tất nhiên là mình đã vi phạm vấn đề nhân quyền, vi phạm về vấn đề là dân chủ, nó như vậy thôi, chúng ta phải hiểu như vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái phiên tòa là sắp sửa là ngày nào đó mở ra thì chắc chắn bọn này sẽ bị trừng trị trước để pháp luật. Mà vấn đề đấy là cho là thế giới và mọi người thấy rằng đó là nhà nước chúng ta là công bằng, bất cứ ở mọi công dân nào khi mà vi phạm pháp luật đều bị xét xử và bị chế tài theo vấn đề luật pháp là ở chỗ đó. Đấy thôi. Đấy. À, thì mình muốn nói cái vấn đề này vậy thôi, cho nên chúng ta yên tâm đi. Tất cả là mọi việc nó đều phơi bày trước cái phiên tòa hết. Vậy chứ còn cái bản chất nó thì chúng ta là một người, mỗi người công dân đều hiểu vấn đề đó, là bản chất đó là bản chất nó sai phạm rồi, bản chất nó là coi như là lợi dụng chức quyền đang chiếm đoạt cái là đất đai của nhà nước để mà phân bổ cho những cái nhóm lợi ích, đúng không? Thứ hai là chống làm thi hành công vụ để mà coi như có âm mưu cái là tiếp tay với lại những thành phần chống đối ở tại nước ngoài để mà tài trợ số tiền đó để mà âm mưu ba chiến sĩ cảnh sát, cái này nó rõ ràng như ban ngày rồi. Tên gì cái chỗ đó mà tại sao những cái báo chí nước ngoài, những cái bọn chống cộng nó không, những cái báo nó không lên mà chỉ có cái bọn dân chủ hay là những cái bọn mà tào lao mỹ lao luôn về vấn đề luật pháp, mua về vấn đề hiến pháp đó, thì tự nhiên nó lên đây nó kêu gào thế thôi. Chứ là thực chất ra những cái tờ báo lớn, những cái sứ quán của những cái nước sở tại mà đặt trên đất nước Việt Nam không bao giờ ai dám nói, không bao giờ ai dám nhảy vô can thiệp. Thứ nhất là đại sứ quán Mỹ đó, không nên, tại vì họ biết rằng cái bản chất đó là sự sai phạm của cái đám này rồi đó, là nó như vậy thôi. Chúng ta yên tâm đi, thì những cái tên này, thành phần này nó sẽ cảm ơn anh Lan Hoàng chia sẻ một chút. Lan, ok, một chút.